À, kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm GCADAS, hôm nay tôi hướng dẫn các bạn đó là tư vấn thông tin thuộc tính và bảng thuộc tính trong ứng dụng GCADAS nha. Rồi ta bắt đầu vào làm luôn nha. Giả sử ta có một file địa chính như thế này, đã gắn thông tin thuộc tính rồi. Để xem thông tin thuộc tính thì ta vào đâu? Thứ nhất đây nè, bảng thông tin thuộc tính nè. Rồi nha. Rồi tư vấn thông tin thuộc tính ở đây nha, đây nè, chữ y nè, bấm vô nha. Rồi cái này nè, ta muốn xem cái thông tin đó thì nhớ hiện cái tâm lên nè, tâm thử lên nha. Rồi ta bấm vô, đó, nó hiện ra nè, không tờ số 1 thử 47 nè, và cái này nè, tờ số 1 thử số 3 nè. Thứ 43 nè, à, 46 nè, thấy không? Coi được thông tin đó. Rồi muốn xem chi tiết vô đây nè, nó ra chi tiết nè, sửa chữa nè, à, sửa thông tin nè. Cái này mình hướng dẫn nha, thì bữa nay chỉ hướng dẫn cho bạn xem trước thôi nha. Rồi thông tin biến động đây, họ sẽ chứng quyền đây đó nha, chủ yếu là biết thông tin rồi nha. Rồi tắt, rồi bấm phím view, đâu có cái bằng bản thông tin tính ta vô đây nè, hoặc vô hồ sơ nè, bản thông tin thuộc tính nè, à, nhanh thì vô đây nè, không bấm vô các bản thông tin là ta chú ý nè, bản thông tin chi tiết là đơn đăng ký nè. Rồi cái hai thông tin cũ nè, à, ta cứu lịch sử nè, thì chủ yếu mở cho con coi biết thôi. À, hồ sơ cái đất nè, đơn đăng ký nè, cơ sở dữ liệu nè, tiện ích nè. Rồi các bạn chú ý cái phần phóng to này nha, phóng to lên nè, à, phóng to thửa nào của mình nè, rồi phóng nhỏ nè, rồi phóng to lên nè, dịch màn hình tới nè, đó, tức là chúng ta biết cái thửa này chúng ta đang làm nha, rồi tắt nè, dịch chuyển nè, đó, thay chữ, ta chọn vô cái thửa này đi, nha, rồi, ta bấm to lên nè, rồi dịch chuyển tới nè, đó, thấy không? Rồi bây giờ ta dịch chuyển qua thửa khác, màn chỉnh đi nha, màn chỉnh đi, rồi, ta dịch màn hình tới, rồi ta bấm to tới, màn chỉnh nè, thấy không? Giờ ta tìm những ô thử khác nha. Rồi nó kéo ra. Rồi. Đây nha. Ta bấm to tới nè. Rồi. Dịch chuyển màn hình tới nè, phải không? Dịch chuyển tức là nó chọn tới cho ta biết cái thử chúng ta chọn là thứ nào nè. Đó. Thấy không? Phóng to thu nhỏ được các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn là biết thông tin cơ bản như thế nha. Rồi có gì ta bấm chuột phải vô nè. Gắn thông tin đồng loạt, nhập thông tin, tạo lưới nghiệp này nè. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe, chúc các bạn thực hành thành công nha.